Hay hay hay, các bạn biết hôm nay là ngày gì không? Thì ở video hôm nay mình sẽ thức tỉnh từ tập Human V1 lên tập Human V4 chỉ với những giác quỷ màu đỏ cho ẹt của Vedat. Yeah! Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Land. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Và đương nhiên là Vedat thì mình sẽ mất bang anh Crazy Land. Ok, đầu tiên để thức tỉnh là tập Human V4, chúng ta cần phải random tập cái đã. Mong là phải ra tập Human trong phát đầu tiên nha. Phát súng đầu tiên. Khó. 3.000 phát mạnh một lần random hả? 6.000 rồi. Trời ơi, xui vậy. Trời ơi. Ui, xui. Mẹ em sao có Human V3 rồi? Ok, thì do một sự cố ngoài ý muốn nên hiện tại chúng ta đã có một ạc V-Duck mới. Yeah, thì đây là một ạc trong shop của mình thôi. 17 triệu Billy và 65k phát mạnh là quá đủ thức tỉnh lên tập V4 rồi. Rồi, thì xong hồi lên Wiki tìm hiểu thì nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó chính là thức tỉnh lên tập V2. Yeah, và đương nhiên mình đã làm cái này quá nhiều lần rồi nên mình nghĩ là chúng ta không cần V-Duck đâu các bạn ơi. Đầu tiên các bạn đi vô khu rừng này và gặp ông tiến sĩ, và sau đó các bạn phải đi lấy 3 bông hoa cho ông này. Bởi hiện tại đây là trời sáng nên không thể nào có bông hoa xanh nước biển được, mà chúng ta phải đợi tới trời tối. Chúng ta sẽ đi tìm bông hoa màu đỏ trước. Ê, mà biết gì không, cái clone này phế quá, chạy chậm vậy. Thôi để sử dụng lá bung nha. Mày chậm cái nào. Thì nếu như các bạn kiếm ở hai hòn đảo này không có thì chúng ta chỉ cần đi lên nhà của Do Flamingo thì nó sẽ không có luôn. À, em giấu bông hoa anh không với đất. À đây rồi. Ok, thì hiện tại chúng ta có được bông hoa màu đỏ, chứng tỏ gì với đất? Chứng tỏ yêu em. Chứng tỏ cam. Thôi mà anh lỡ đi tới đây rồi farm lên qua màu vàng trước ơi. Thì nếu như các bạn nào muốn thức tỉnh tập và muốn kiếm qua màu vàng nhanh thì các bạn chỉ cần lại bé quái này và oh my god, bắn tùm lum. Ui, ra luôn hả? Nhanh vậy. Ôi ôi ôi, bug à, đỉnh vậy ta. Đúng là xài ẹt của Vedat mà các bạn, làm gì cũng hên chứ. Ê, không lẽ nào trong Lock Food này có một lời nguyện, đó chính là thằng nào da càng đen thì sẽ càng may mắn hả? Chuyện này không thể nào có thiệt được các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi roll giác quỷ thử nha. Không nhập code gì luôn, chỉ cần like và đăng ký kênh của anh Crazy lên. Ui, what the fuck? Thấy hả? Chưa, em nói rồi. What? Từ nay ai chơi Lock Food hãy nhớ đổi sang da màu đen nha. Taxi ơi, qua cà phê rước tôi với. Đây, taxi đây. Đu, xịn vậy, đưa tôi đây. Cho ông giác quỷ này nè, trả tiền phí nè, chở tôi qua đảo Rep Gia đi, đảo gần cái thiền ma. Ok, thì bông hoa màu xanh nước biển, các bạn chỉ cần tơi bơi qua đây. Ui, what the fuck, đây có thiệt luôn nè, gì kỳ vậy. Ê các bạn ơi, hình như là cái màu da đen này nó giúp mình may mắn lên thiệt hay sao á. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ ra 500k BD để thức tỉnh lên V2. Thì ở tập Human V2 này nó sẽ cho các bạn chạy nhanh hơn, lướt xa hơn, và nó sẽ cho các bạn solo một khoảng cách cực kỳ dài. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến chuồng chó để có thể nhận nhiệm vụ thức tỉnh lên V3 nha. Anh Lion đến gặp anh Ba để tìm một ly rượu thuốc. Anh Ba lú ra ngoài vừa dài mà còn lỏ. Nhiệm vụ của tập Human lần này đó chính là đánh bại con Jeremy, Vasita và Diamond. Nhiệm vụ này khá là khó nhằn đó. Dạ yes, sir, easy các bạn ơi. Mày láo hả boss? Mày láo hả boss? Mày láo hả boss? Thôi giết boss cái các bạn ơi, giết boss xong cái mới được, thằng này mạnh quá. Nghĩ sao chứ thử thách lần này hơi dễ các bạn ơi. Anh thật ra chính là Saitama, bị cút. Yes sir. Fujitora, một trong những con boss khó nhằn nhất ở C2 nha. Bởi vì chiêu nó hồi phải gọi là liên tục luôn. Ờ nó này dễ quá các bạn ơi, đấm mấy cái chết rồi. Mình cần reset level cho bằng nó không vậy? Yếu quá à. Bye bye. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chuồng chó để nói chuyện với con nuôi gạch min và bỏ ra 2 triệu Billy nữa. Một cái giá rất là rẻ. Không rẻ xíu nào nha. Ui, và mình nhận được thêm 2 cái tật tò mới nữa, đó chính là Full Power và The Endless. Nhưng mà bạn biết giờ mình khá thất vọng, bởi vì tập Human V3 thì nó không thay đổi trên bộ phận cơ thể mình hết. Ok, thì cuối cùng tụi mình cũng đã lên được C3, và đây mới chính là thử thách thật sự. Đầu tiên các bạn muốn thức tỉnh lên tập V4 thì các bạn hãy chạy lại nói chuyện với lại cái cục đá phía sau này, và sau đó thì chúng ta sẽ đi kiếm hòn đảo bí ẩn lên trển và ngắm mặt trăng để kiếm được cái blue gear. Rồi sau khi có cái blue gear đó thì chúng ta mới có thể vô được trial để đi thức tỉnh lên tập V4. Rồi thì nếu như các bạn không biết, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem server có full moon hay không nha. Đầu tiên là hãy đi lên cái cây ở gần mansion và chỉnh cái độ quả xuống thấp nhất có thể. Full moon thiệt nào, what the fuck. Ôi server này hơi đông người nha, không biết vô được không nữa. Ok, thì đương nhiên để thức tỉnh tộc mình sẽ phải quay vòng quay với những giác quỷ màu đỏ này. Phát súng đầu tiên của mình sẽ là trái trái bom á. Có sẵn rồi kìa, có sẵn rồi kìa. Trái bom mà em có không ta? Không có trái bom luôn, what the fuck. À thôi, coi như xí xó cho mình lần này nha các bạn. Mình sẽ sử dụng trái phế hơn trái bom, coi như là què nha. Ôi thằng này nó cũng tập hung mạnh giống anh luôn. Phan, phan đếm, phan stop stop. Ừ, đếm đi. Ai bây giờ giả bộ đếm cho nó, bấm đi rồi mình bấm đi khác riêng, hiểu không? Được không, được chưa? Rồi vô kìa, vô kìa. Dễ dụ quá, dễ dụ quá. Ơi đất ơi. Tập hung mạnh là gì đây? Defeat the boss. Với chơi gốc két này không biết có dễ thiệt không nha các bạn. What the fuck.
Ôi mà hên là anh bro đó nha. Ê sao bên gấu khó gì vậy? Vậy Phốp, cố lên Phốp, gì vậy? Thua hả Phốp? Phốp sao gái, sao quái ra hoài rồi bà, đánh không được. Đánh lâu lắm. Ôi rồi xong rồi kìa. Từ đừng nghĩ mày mập, mày muốn làm gì làm cho Phốp. Mày ơi châu vậy? Quýnh nó không mất máu các bạn ơi. Anh có cần em nhường không? Sao quýnh anh sắp chết thì kìa. Mày đừng có khinh thường anh, mày đừng khinh thường anh. Em nghĩ anh hẹn nhá Phúc. Ây da, Phúc ơi, anh xin em. Nói đi. Ê, anh xin em. Giỡn. Mày easy. Ôi các bạn ơi, này dễ dụ vậy. Vậy là có ghi đầu tiên đó hả? Mày dễ dữ vậy đó hả? Rồi để xem coi tập của mình nó sẽ thức tỉnh lên gear nào nha các bạn. Ok. Ủa? À cái gear đầu tiên là bật tập thôi chứ sức mạnh gì đâu. Rồi ok đi xuống các bạn ơi. Hình như là phải bật tập thêm 2-3 lần nữa mới mua được cái tiếp theo đúng không? Ok thì bây giờ mình sẽ bật tập của mình lên nha. Yeah! Người Do Thái. Mà các bạn bây giờ vì đắt nó khá hợp với cái tập này á. Kiểu da đen bật lên thì không thấy nó luôn. Và đây chính là lần thứ 2. Ui anh bị gì rồi? À, bị hắt quá rồi. Anh bị gì? Trời, anh sợ con người em rồi đó Phúc. Rồi, ok, thì sau 3 lần bật tập chắc chắn là mình sẽ mua được cái chip tiếp theo đúng không? À, đủ rồi, hết hồn. Rồi, thì bây giờ chúng ta phải đi đợi full moon tiếp thôi các bạn, tầm khoảng nửa tiếng nữa. Ok các bạn ơi, thì bây giờ anh em mình phải chia ra để đi tìm server có full moon nha. Nhưng mà trước khi đó mình sẽ lén với đắt ganh đâm vô ngoẹt nữa. Ui, vãi trưởng, what the fuck? Anh random cái chat bot tổ em tin không? Sao ạc với đắt hên chứ các bạn? Muốn không? Muốn ạc này không? Roman Amanai. Làm server full moon đi. Tôi cho. Ấy, what the fuck? Giỡn hả? Thôi các bạn ơi, anh Crazy Lion mà không lẽ tiếc chat bot tổ với bạn này đúng không? Nói được thì phải làm được chứ cho luôn. Trời nữa mà nói gì đấy các bạn. Ấy, vãi cho nó không cảm ơn nào luôn kìa. Hey các bạn ơi, mình quá thất vọng như các bạn đó rồi. Wow, và trái quỷ tiếp theo chúng ta đó chính là trái Venom. Lần này tao bực lắm rồi đó, thằng nào thức tỉnh chung của tao đi nha, đập chết hết. Hai người đi thức tỉnh được luôn hả? Thử ơi, hai người được không? 1, 2, 3, let's go. Bấm ơi. Cái này là sức mạnh của YouTuber các bạn, what the fuck ghê vậy. Xài trái này nha, tao nói, tao bắn banh phòng hết. Ôi, xong rồi. Em cho anh với thằng đó đánh này trước đó. Anh tưởng đợi có hai người thôi chứ, sao lòi ra thằng này vậy? Ui, combo, ôi, what the fuck, nè hắn quá, Ui, anh giết nó rồi nhưng mà anh còn có chấm máu à. Từ cho anh ăn nỉ lại cái được không vậy? mày tưởng anh xài mày không Phúc? Tưởng anh xài em hả? Roman Amanai. Mày cút, Mày cút. Valentino. Đừng. Dạ. Ai đây coi chơi Venom mà thêm tập Human V4 mới có chạy đây cục này không nha. Let's go. Bay đi. Ây da. Rồi, ok, gear thứ hai. Lần này thì mình có thể nhận được một sức mạnh mới luôn nha. Để đọc thử chiêu của chế hùng mình là gì. Trở nên mạnh hơn. Và cái này là flash step sẽ có 3 lần sạc. Rồi, mình sẽ lấy cái tàn hình đi các bạn. Nghe flash step 3 lần có vẻ mạnh hơn á. Ok, và bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của cái gear 2 nha. Thì như các bạn thấy chúng ta sẽ có thêm được 3 lần soru ở dưới phía bên dưới này. Khi mà chúng ta lấy cái trái like ra. Soru 2 lần bấm trái like. Ủa sao không tàn hình? Từ đã các bạn, ông chùm nó bung không thể nào quên bung được, đợi mình tí nha. Hay là do mình làm sai ta? Ôi được nè. Tàn hình các bạn thấy không? Anh tàn hình rồi nè. Phần quan trọng nhất đó chính là chúng ta đã có thể mua được cái chip thứ hai. Let's go. Yes sir, 1.000 năm phát minh. Ủa sao lần này cái đền thờ nó phát sáng luôn chứ nó không có tắt ta? Thì như các bạn có thể thấy đây không? Đó chính là có 6 lá cờ và một cái lá cờ bí mật phía sau nè. Thì đây chính là lá cờ của tập gồng trong tương lai nha. Thì nếu như tháng sau tập gồng ra thì mình sẽ làm video thức tỉnh tập gồng sớm nhất cho các bạn xem. Ở trong server này có khá nhiều người nổi tiếng đó nha. Neymar nè. Su. Ronaldo mới là siêu. Ui thằng nào đây? Trial. Yes. Có người muốn trial nè. Không ơi, em nhường bạn này được không? Kiểu anh muốn solo bạn này á. Chứ em chán quá. Ôi thằng này nó hắc Hú ơi. Ôi Hú ơi đi với anh, Hú ơi làm ơn đi với anh đi thằng này. Mong là chết quỷ xịn xịn tới nha. Ôi chết flame cũng được. Trời chết mắc ma luôn hả? Có cần nặng tay với Vidac gì không ta? Kêu kia đổi tộc rồi vô thức tỉnh chung đi. Không nó hắc không cho đi đâu. Đây mình sẽ thử sức mạnh. Ủa ơi, mỗi lần quýnh nhau là cái con này đổi với quỷ khác kìa. Giờ nó xài chứ rumble rồi, ghê vậy.
bắn tùm lum đi chém mạnh với trong game mà. Ui xong rồi một anh cần hai luôn nè, chứ đừng nói mày vô đây phốt bá vô ba vô mình hút ba vô mình hút mày ủa xong chúng gì vậy là ở giữa cái giữa phô ê nó giết em luôn rồi là phô mày dám giết mày đắc à. Ê đừng nha, đừng để nó chiến thắng nha, là mày đừng hát đây, mày đừng hát đây, phải trưởng người anh em của tôi. Hắn chưa mình đã thắng nhưng mà cái giá phải trả là gì hết các bạn. Tạm biệt nha người anh yêu, anh chúc em vui bên người. Ai gear thứ ba, let's go. Gear này mình nghĩ là nên nâng sức mạnh nha các bạn, cái tàn hình mình thấy hơi phế á. Mình gọi nhau là gì? 2000 fragment. Đó chính là cách mà tôi gọi anh ấy. Ok, để xem lần này con boss của mình sẽ xài chiếc quỷ gì nha. Flame Master hả? Ủa, mày giỡn mặt tao hả boss? Con boss này trâu quá. Mày cút easy. Xong, trận chiến này rất là căng thẳng đó các bạn, bởi vì chỉ có thể một người sống sót thôi. Bình dạ, thầy dạ, chưa nha. chưa điểm mà. Ủa, điểm nữa hả? Bình thường BB mới điểm chứ mày, ăn gian á. Mày ăn gian. Ăn gian rồi chết. Xài chế human là có trình không? Có trình không? Châu cái nào? Mày châu cái nào? Châu cái nào không? Nhường thôi các bạn ơi, mình sẽ nhường thằng này chứ thôi nó không lên thì bị bố mất còng lắm. Quá vậy? Đừng. Rồi. What the fuck? Ôi, thắng rồi. Ai cần em nhường. Giỏi quýnh anh chết trong lúc đó đi. Giỏi đánh bại anh đi. Yeah các bạn ơi, cuối cùng mình đã thức tỉnh được tộc V4 full gear rồi. Để mình xem mình sẽ lấy gear màu nào đây. Anh nghĩ là chúng ta nên lấy gear màu xanh nước biển đi, bởi vì nó tăng sức mạnh lên tới 150 lần lận. Ghê vậy. À, vậy là nhiều lắm á, quất luôn. Ok, thì bây giờ sẽ cho các bạn xem sức mạnh của tộc Human Full Gear nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tích lên tầm khoảng 70 nộ các bạn. Rồi, mình đã có được 100 nộ rồi, và bây giờ thì bùm, bao nhiêu đam? 7000 đam. Thì đó chính là sức mạnh của tộc Human V4 Full Gear. Nếu như các bạn thấy video này hay, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.